Sao học báo không về, thấy khi cô nói tiếng Việt ra về ngoại giao không nên nói tiếng, đúng không? Phải nói tiếng của mình, không tiếng ngoại giao là phải nói tiếng của mình. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng. Hello, Vlog Mà Được Biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Sáng ngày hôm nay thì mình đang có mặt tại khách sạn Intercontinental, nơi sẽ diễn ra buổi họp báo và bốc thăm chia bảng của giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á Shopee Cup năm 2024-2025 với sự góp mặt của hai đại diện đến từ Việt Nam, đó là câu lạc bộ Công an Hà Nội và câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa. Giải đấu diễn ra trong vòng 9 tháng và chắc chắn là sẽ mang đến rất nhiều những trận đấu hay và hấp dẫn để người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta có cơ hội được thưởng thức. Còn bây giờ thì không để cho cả nhà phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh về lễ bốc thăm chia bảng cũng như là những phát biểu sau khi kết thúc buổi lễ bốc thăm này. Let's go! Sau nhiều năm trì hoãn, giải bóng đá vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á sẽ sớm ra mắt người hâm mộ trong năm 2024. Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á có tổng cộng là 12 đội tham dự. Trong đó Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam sẽ có 2 đại diện cho mỗi nước. Trong khi Philippines, Singapore, Brunei, Myanmar, Campuchia và Lào sẽ có 1 đại diện. 12 đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng đấu. Mỗi bảng có 6 đội. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức tính điểm vòng tròn lượt đi và lượt về. Hai đội bóng đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào thi đấu ở trận bán kết lượt đi và lượt về. Riêng trận chung kết chỉ thi đấu một lượt. Câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V-League năm 2023 và Đông Á Thanh Hóa vô địch Cúp Quốc gia năm 2023 là 2 đại diện cho bóng đá Việt Nam tham dự giải đấu, được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Trong khi đó, vòng playoff sẽ là cuộc cạnh tranh của 4 câu lạc bộ gồm San United FC của Myanmar, Sveiring FC Campuchia, Young Elephant FC của Lào và Kasuka FC của Brunei. Hiện tại, giải đấu vẫn chưa công bố lịch thi đấu chính thức. Dự kiến giải đấu sẽ khởi tranh bắt đầu từ loạt trận playoff vào ngày 17 tháng 7 năm 2024 và kéo dài cho đến ngày 21 tháng 5 năm 2025. Kết quả chia bảng các cặp đấu sẽ được diễn ra ngay sau đây trong chương trình này. Theo kết quả bốc thăm, ở bảng A bao gồm các đội bóng BG Batum United đến từ Thái Lan, Tiren Gagnu đến từ Malaysia, PSM Makassar Indonesia, Đông Á Thanh Hóa Việt Nam và đội thắng trong cặp đấu giữa Young Elephant và Sveiring, Kasuka San United. Ở bảng B gồm có các đội bóng Buriram United của Thái Lan, Kuala Lumpur City của Malaysia, câu lạc bộ Công an Hà Nội, Borneo FC Samarinda, Kaya FC của Philippines và Lion City Selo của Singapore. Hello anh Sắc. Vâng, như vậy là huấn luyện viên Kiati Sắc ngày hôm nay cũng có mặt để tham dự phần họp báo bốc thăm chia bảng của Shopee Cup. Và một chút nữa thì Vlog Ngoài Đường Pit sẽ tranh thủ để trò chuyện và phỏng vấn cùng với anh Kiati Sắc. Xin mời quý khán giả chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của nhà cầm quân đang dẫn dắt câu lạc bộ Công an Hà Nội. Còn ngay lúc này đây thì anh đang tranh thủ chụp cùng đại diện truyền thông của câu lạc bộ Buriram United, đội bóng mà anh Kiati Sắc sẽ chuẩn bị đối đầu ở Shopee Cup. Và đây là cận cảnh chiếc cúp Shopee. Đại diện của câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á sẽ tặng chiếc áo của đội bóng. Em cầm luôn ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe phần trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên Kiati Sắc ngày hôm nay. Điện thoại lùi lại đầu ai
Ok mà ok hết rồi. Thì thì không biết là khi mà rơi vào cái bạn ok anh sắp mà tiếng Anh tiếng Anh em có nói tiếng Việt là khi mà thi đấu anh đánh giá như nào đối thủ? Vâng ạ, ngày hôm nay thì tôi tham dự cái buổi lễ bốc thăm của Shopee Cup. Đây có thể nói là một cái sân chơi rất là thú vị dành cho các câu lạc bộ ở Đông Nam Á. Câu lạc bộ Công an Hà Nội của chúng tôi nằm ở bảng B. Thật thú vị khi được đối đầu với các đại diện đến từ Thái Lan, Malaysia, Singapore, Brunei, v.v. Câu lạc bộ Công an Hà Nội là một trong hai đại diện của Việt Nam tham dự giải Đông Nam Á. Và chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt cũng như là cố gắng có được màn thể hiện tốt nhất có thể ở giải đấu năm nay. Thực sự thì chúng tôi cũng chưa thể nói trước được điều gì bởi đây là lần đầu tiên mà câu lạc bộ của chúng tôi tham dự sân chơi ở cấp độ khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi sẽ cố gắng để thể hiện tốt nhất trong mắt của bạn bè ở khu vực Đông Nam Á. Vâng, thật là thú vị khi ngay ở giải đấu đầu tiên dành cho các câu lạc bộ ở khu vực Đông Nam Á thì VAR sẽ được áp dụng. Chúng tôi luôn ủng hộ các trọng tài cũng như là ủng hộ các cái sự đảm bảo tính chất công bằng nhất cho các cái trận đấu ở đấu trường Shopee Cup. Tôi nghĩ rằng là việc chúng tôi cùng với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa được tham dự Shopee Cup cũng là một điều rất là tuyệt vời. Bình thường thì khi thi đấu ở V-League cũng như là ở cúp quốc gia thì bình quân các cầu thủ của tôi sẽ thi đấu được khoảng 30 trận mà thôi. Tuy nhiên là thêm giải đấu Shopee Cup nữa thì chúng tôi sẽ có thêm 7 cho đến 8 trận đấu nữa. Và điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho các cầu thủ khi họ được thi đấu nhiều hơn, với nhiều mặt trận hơn. Và các cầu thủ cũng sẽ nâng cao được cái năng lực. Vâng, ở bảng đấu của chúng tôi thì có thể nói câu lạc bộ Buriram của Thái Lan chính là đối thủ được đánh giá cao nhất. Và chúng tôi chắc chắn là cũng sẽ cần phải có sự chuẩn bị rất nhiều để có thể là cạnh tranh được với đội bóng vốn có nhiều cầu thủ ngoại chất lượng như thế này. Hiện tại thì câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng đang có những khó khăn và chúng tôi cũng cần phải chuẩn bị đủ hai đội hình để có thể là tham dự cả giải đấu ở Shopee Cup. Thank you. Nhau tìm ra những bạn khán giả may mắn nhận được món quà trực tiếp với lại live stream ngày hôm nay. Sao học báo không biết thấy anh cô nói tiếng Việt ra về ngoại giao là không nên nói tiếng đúng không? Phải nói tiếng của mình. Không, tiếng ngoại giao là phải nói tiếng của mình. Bản chất là anh thì nói tiếng Anh, nhưng ngoại giao thường nói bản. Chúng mình ơi, con tạm biệt, hẹn gặp lại chú. Con sẽ phỏng vấn chú một chương trình riêng. Dạ. Dạ rồi, ok chú. Dạ. Chưa.
Chưa. Giận chứ. Cả nhà ơi, như vậy là chúng ta vừa mới xem xong toàn bộ những cái thông tin liên quan đến cái lễ bốc thăm của Shopee Cup 2024-2025. Đây là giải đấu vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á dành cho các đại diện mạnh đến từ các quốc gia trong khu vực. Và chúng ta cũng có thể thấy là cả Đông Á Thanh Hóa và Công an Hà Nội chắc chắn là sẽ có những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà thi đấu ở cái giải Shopee Cup này. Và hy vọng là sắp tới đây thì Vlog Ngoài Đường Pit sẽ mang đến cho quý khán giả thêm nhiều thông tin hơn nữa về giải đấu. Đồng thời là mình cũng sẽ tổ chức tour du lịch đi cùng với câu lạc bộ Công an Hà Nội do anh Kiatisak dẫn dắt để thi đấu ở các trận đấu có thể nói là rất đáng chờ đợi. Trong đó tâm điểm sẽ là trận đấu gặp câu lạc bộ Buriram ở Thái Lan. Đây là địa phương mà mình đã từng đến tác nghiệp năm 2020 nên ít nhiều có rất nhiều những cái trải nghiệm, kinh nghiệm thú vị về vùng đất này. Hy vọng là lúc đó thì đoàn du lịch sẽ đông vui, vừa đi du lịch Thái, vừa đi cổ vũ đá banh và ủng hộ cho anh Kiatisak. Còn bây giờ thì Vlog Ngoài Đường Pit rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình. Hẹn gặp lại cả nhà trong các chương trình tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt, bye bye. Mở nhãn chai ngay, tin hay mỗi tuần. Scan ngay mã QR dưới nhãn chai sữa Manto để có cơ hội quay vòng quay may mắn, dễ chơi dễ trúng.